À, xin chào các bạn, xin chào quý bà con nhé. Hôm nay chúng tôi có một cái công trình tranh tường như này mà cái tư vấn của chúng tôi thì khách hàng người ta không làm theo. Tóm lại thì người ta cũng có rất là nhiều lý do xác đáng, chẳng như bức tường rất là dài, tường nhà còn mới và trong nhà còn nhiều vật dụng cần phải treo lên. Nhưng mà cái bức tường ấy nó rất là dài như vậy, nó có một khoảng trống như vậy thì người ta muốn làm một bức tranh vào để cho nó đỡ đơn điệu đi, để cho nó có không gian và màu sắc. Cái bức tranh này thì cũng không nhỏ, cao 1m73 và rộng ra 3m1. Thì thực ra một bức tranh 3D với khổ như thế là rất đẹp nhé. Một bức tranh 3D mà với khổ như thế rất đẹp. Ở đây là cái bức tranh mà chúng tôi đã tư vấn cho khách hàng. Chúng tôi tư vấn khách hàng của mình là nên làm một cái bức tranh mà có khung như thế này. Đấy. Nhưng mà khách hàng của chúng tôi lại lựa chọn một bức tranh không có khung như này. Đấy. Thì tất nhiên đã là một cái bức tranh có đủ chiều rộng, chiều cao, cao 1m73 mà rộng ra 3m1 thì đã là một bức tranh mà có cái khổ đẹp như vậy. Lên tường kiểu gì cũng đẹp, nó sẽ thay đổi không gian của khách hàng một cách đáng kể đúng không ạ? Đó. Những cái khoảng trống này để lại ấy, là để nhằm mục đích chúng ta sẽ treo những cái vật dụng, những cái bức tranh nhỏ lên nhé. Chứ không phải là người ta để những khoảng trống như vậy người ta không làm tranh. Thực ra người ta thậm chí còn muốn làm bức tranh to hơn nữa. Đó. Những khoảng trống đó là người ta sẽ treo những cái vật dụng, những cái bức tranh vào những khoảng trống đó. Đấy. Và cái bức tranh của chúng ta đấy là căn ở giữa cầu thang xuống bên phải là phòng khách và bên trái là phòng ăn. Đó. Thì một bức tranh rộng tầm 6 mét vuông, hơn 6 mét vuông như vậy nó cũng làm thay đổi rất đáng kể không gian của chúng ta. Trước hết tôi lấy tổng thể như này đã. Và chúng ta sẽ nhìn từ trên cầu thang xuống. Đấy. Nên là đi từ trên cầu thang xuống chúng ta thấy là cái không gian của chúng ta nó thay đổi rất là đáng kể, cả không gian cả màu sắc nó cũng đã thay đổi rất là nhiều, làm cho nó bớt đơn điệu đi, làm cho nó có chiều sâu, có không gian khá là ấn tượng. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta làm một bức tranh đóng khung lên thì rõ ràng ra là cái sự lổi của bức tranh ấy, không gian của bức tranh mang lại đấy, nó sẽ lổi hơn, sáng hơn và đẹp hơn. Bởi vì tôi đã có dụng ý là đưa một cái khung nó tương đối là trầm xuống như vậy thì nó, thứ nhất ấy, màu của quê hương của chúng ta là một cái màu giản dị thôi, cho nên cái khung của bức tranh này tôi đã chọn một cái màu trầm như vậy để nâng bức tranh lên, làm cho bức tranh sáng hơn, nổi hơn, đẹp hơn. Nhưng mà khách hàng cũng có lý của họ, khi mà người ta làm như thế này đấy, người ta hình dung là có một cái bức tranh mà nó gắn liền với bức tường, và chúng tôi làm như này các cái mép tranh rất là khít kín và giống như là một bức bức tường biến đổi thành bức tranh thì cũng là một cái ý rất là hay nhé. Đấy là các không gian chúng ta xem từ phòng khách, từ cầu thang và phòng ăn ra đều khá là ấn tượng, rất là đẹp. Thì tất nhiên cái view đẹp nhất vẫn là cái view nhìn xéo từ phòng khách vào, nó vừa có cái tầm xa vừa đủ khoảng tầm 4 mét, vừa có chiều rộng vừa đủ không gian màu sắc rất là đẹp. Đấy thì các bác và các bạn có ý tưởng như nào hoặc là có ý kiến như thế nào, lựa chọn như nào thì bình luận comment vào video nhé. Xin cảm ơn và hy vọng là cái công trình demo của chúng tôi sẽ giúp các bạn và các bác làm tranh nhà mình nó đẹp hơn nhé. Xin chào.